Rồi video mới anh. Hôm nay dạo cách mạng tháng 8. Đi vào những cái con hẻm. Xem đèn dư âm của một đứa em. Bán đồ quá trời. Thank you.
đi xem đèn mà băng qua cái khu Lê Văn Sĩ á. Khu Lê Văn Sĩ nó cũng đạo nhiều lắm à, thì sẵn chạy luôn ha. Bờ kè này buổi tối quán ăn dữ lắm, đa phần là quán nướng nướng ăn nhậu nữa. Ngày xưa cà phê nhiều chứ bây giờ toàn là quán nhậu, bởi vì quán nhậu lúc nào cũng đông. Người Việt Nam mình thích nói chuyện ở bàn ăn, ăn mà phải uống, uống ít nhưng mà nhậu nhiều. Sau khi công việc gì đó mình lên mình la, nó là một cái nét đó, cái nét riêng. Khi người ta nghĩ là trên bàn ăn dễ nói chuyện hơn, cho nên ông mình còn hàng ăn nhiều nhất. Mình sẽ ăn thường chuyện đó. Thờ Vinh Sơn đây. Ô trời ơi, nhà thờ ở bên kia trang trí đẹp quá chừng luôn kìa. Nè, đó trên đó trang trí rất là đẹp á. Bây giờ hết rồi đâu, mấy em đó chơi thôi. Ồ, nguyên một con đường luôn ha. Không biết cái này đã chạy nó đụng ra đâu ha. Xem kỹ lại. Ừ, có vô hình ha. Để mất công chạy. Chạy ào ào rồi xong rồi tới cuối đường cái chút quớt. À, vì sớm hôm nay là toàn là đạo không. Giáo sứ thường ở đó, nhà thờ là những cái nhà mà gần đó đều theo hết. Này chạy nó lùn lùn ở đâu không biết ha. Ở đây nó còn nữa nè. Chạy theo mấy cái đèn
không biết là nó sẽ dẫn mình đi đâu, chạy theo cái đèn rồi tính. Này nó ra đâu vậy ta? Hay là hẻm cục? Để chạy tới thử thôi. Ồ, hình như hẻm cục rồi. Đi ra vòng lại đi. Chạy nữa, lát không có đường nữa. Bây giờ theo đèn mà chạy ra. Theo đèn đi vô, bây giờ theo đèn đi ra ha. Đẹp quá ha. Đây không đây nữa. Chút. Ở trong đây là nhà hay là gì vậy ta? Thờ mà Chúa ha. Mình còn ra. Nó không phải đường đi. Thắp sáng đường cho Chúa vào. Gặp ánh đèn chết chết dẫn đường chưa vào. Rồi. 10 phút rồi mình dừng video này, mình qua video mới ha.